Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Ngày hôm nay thì Thành Quyền xin phép được chia sẻ gửi đến cho tất cả cô chú anh chị một cái thông tin liên quan đến một câu chuyện mà gây chấn động dư luận trong những ngày gần đây. Liên quan đến câu chuyện mà có một người vợ mang bầu 7 tháng đã tố cáo chồng của mình ra tay một cách tàn độc, đánh đập, hành hạ. Bên cạnh đó là dùng những cái vật dụng như là móc quần áo, rồi dây điện, cho đến là thắt lưng mình mẩy đầy thương tích. Mặc dù là chị đang mang thai là 7 tháng rồi, nhưng mà người đàn ông này đã ra tay một cách tàn độc như vậy, thưa cô chú anh chị. Và những cái thông tin này đã được gọi là một số các anh em YouTube là chia sẻ, do chính người nhà và cũng như là chị Giao cũng đã lên tiếng dắt chị ấy đi gọi là khám thai. Hiện tại thì thai nhi cũng khá là yếu. Bên cạnh đó thì hiện tại cơ quan chức năng đã vào cuộc liên quan đến cái câu chuyện này. Ngày hôm nay thì mới đây nhân vật gọi là người chồng tên là Luân, thưa cô chú anh chị, cũng đã lên tiếng, được đăng tải trên một số các cơ quan báo chí. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập anh Luân này cùng với cả chị Giao để mà ra đối chất tại cơ quan chức năng. Cụ thể thì người chồng này đã lên tiếng phủ nhận tất cả những cái lời nói của vợ mình, được đăng tải trên tờ báo Sức Khỏe và Đời Sống với tiêu đề đó chính là người chồng lên tiếng sau khi bị vợ mang bầu 7 tháng tố là bạo hành một cách dã man. Trao đổi với phóng viên, người chồng quê Hải Dương thừa nhận giữa vợ chồng xảy ra cãi nhau. Bản thân anh Lưng này có dùng dây thắt lưng tác động vật lý lên người vợ mang bầu. Và thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chồng của chị Giao không có ở nhà. Có nghĩa là nhân vật này đã thừa nhận là mình có dùng thắt lưng đã tác động vật lý người vợ của mình, dù cho vợ mình đang mang bầu 7 tháng. Chúng ta được biết là cái thời điểm đó, cái thời điểm mà người phụ nữ mang bầu đó, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Tới tháng thứ 7 rồi, nếu mà xảy ra cái bất trắc gì đó thì hối hận nó không kịp đâu cô chú anh chị. Và thay nhi nếu nó có xảy ra gì thì tội nghiệp cho những đứa bé mà nó chưa kịp chào đời nữa quý vị. Khá là bức xúc cái câu chuyện này nha. Như báo Sức Khỏe Đời Sống đã đưa tin thì những ngày qua, chị Giao sinh năm 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hiện đang trú tại xóm 3 thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tố chồng của mình là TVL, là anh Lưng đó các vị, sinh năm 1986, bạo hành khiến chị bị nhiều thương tích trên cơ thể trong khi chị đang mang thai 7 tháng. Quý vị mà xem những cái hình ảnh mà chị Giao đã đưa lên đó, trên lưng, trên tay, trên mặt đầy thương tích, thậm chí là có lần đó hơ lửa, hơ cái cây sắt cho nó nóng lên để mà tác động vào mặt của chị ấy. Mặt của chị ấy bây giờ là vẫn còn thẹo vít đầy mình luôn, không thể nào tin được nổi cô chú anh chị. Ngày 10 tháng 5 thì sau khi trở về quê nhà tại tỉnh Kiên Giang, chị Giao mới tố chồng bị bạo hành. Clip này đã được lan truyền trên mạng xã hội để rộng đường dư luận và giúp bạn đọc có được thông tin nhiều chiều về sự việc. Phóng viên báo Sức Khỏe Đời Sống đã tìm về gia đình của anh Lưng, là người chồng bị vợ mình tố cáo là bạo hành. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lưng nói: từ hôm có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc này, tôi thật sự rất mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí không dám qua ngoài đường. Và tôi cũng không hiểu tại sao vợ mình lại nói như vậy. Anh này nói rằng là nó khá là mệt mỏi, không hiểu tại sao vợ mình đã nói như vậy nha. Theo anh Lương thì tối ngày 10 tháng 5 2023, anh có cùng vợ đáp máy bay từ Hải Dương, từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh, đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1 giờ sáng. Hai vợ chồng đã ngủ lại sân bay chờ đến sáng. Sau đó là chị Giao bắt xe về Kiên Giang, còn anh Lương trở lại Hải Dương. Đến hôm sau khi đang ở nhà thì được công an xã huyện xã Kim Xuyên gọi hỏi về thông tin trên mạng xã hội. Lúc này thì anh Lương mới biết. Cũng theo anh Lương thì trước khi đến với chị Giao, hai vợ chồng đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Năm 2020, thông qua bạn bè, anh quen biết chị Giao. Thời điểm đó thì chị đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, hai người đã tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, anh Lương có vào nhà chị Giao ở tỉnh Kiên Giang. Do thời điểm năm 2021, dịch bệnh Covid-19 khiến việc di chuyển khó khăn, nên hai bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi. Đến tháng 4 2021, hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành.
Khi về chung sống thì những ngày đầu vợ chồng tôi có bán phở trên thành phố Hải Dương, sau chuyển sang buôn bán hoa quả tại chợ Hội Đô, thành phố Hải Dương. Do làm ăn không thuận lợi và gặp dịch bệnh nên chúng tôi không làm được nữa. Từ đó cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Anh Lương cho biết, trước thông tin chị Giao tố là bị chồng bạo hành bằng các vật dụng như là móc áo, thắt lưng, khiến khắp người chị chằng chịt vết thương, thậm chí không cho vợ ra ngoài, bắt gọi điện vay tiền nạp thẻ chơi game. Công an đến nhà không cho vợ nói. Anh Lương nói, nhiều thông tin cô ấy nói là trong clip không đúng. Hôm đó khi cãi nhau, tôi có cầm dây thắt lưng đánh vào người vợ, còn vụt vào vị trí nào thì không nhớ được. Riêng vấn đề dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện, đánh hay là bắt gọi điện vay tiền nạp chơi game, cấm không cho ra ngoài, hoặc là thông tin công an đến nhà không cho nói, tôi đảm bảo là không đúng. Có nghĩa là anh chồng ảnh phủ nhận cái việc gọi là dùng gọi là dây nồi cơm điện, rồi cho đến là móc phơi quần áo tác động người vợ của mình, nhưng mà thừa nhận là chỉ dùng thắt lưng thôi, nhưng mà đánh vào vị trí nào thì không nhớ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh của chị Giao khi mà chị vén cái người chị lên sau lưng đó, cô chú anh chị, có nghĩa là không còn một cái chỗ nào mà có thể nói là trống nữa, vết thương chằng chịt một cách có nghĩa là rất là kinh khủng, thưa quý vị. Có nghĩa là chị Giao đó bị hơn một năm trời bị người chồng này ra tay một cách tàn độc như vậy. Có nghĩa là trước khi là chị gọi là có thai đứa con, cho đến khi có thai đến 7 tháng nhưng mà vẫn bị người chồng này ra tay một cách tàn độc, thậm chí là bắt gọi điện là cho hết người này người kia để mà vay mượn tiền để mà cho anh này gọi là nạp thẻ chơi game, chơi online đánh bài qua mạng gì đó cô chú anh chị. Ngày hôm trước là chúng ta cũng thấy rằng là cha của anh Lương này cũng đã có mặt tại nhà của chị Giao để mà mong muốn được xin lỗi gia đình, rồi bên cạnh đó mong muốn đón chị Giao về. Ông ấy đã chi ra cái số tiền gọi là 5 triệu và gây cái phản ứng cực kỳ phẫn nộ đến từ gọi là người nhà cho đến gia đình. Chúng ta có thể thấy là một người phụ nữ và thậm chí là đi làm dâu từ gọi là Kiên Giang, là coi như là cuối đất nước rồi cô chú anh chị, gần cuối đất nước rồi, cho đến một cái tỉnh thành khá là xa như vậy mà bị trong khoảng thời gian như vậy. Gia đình, nói chung là gia đình cả bên chồng cả bên mình, cô gái này không dám có thể nói là tiết lộ cho gia đình mà của cha mẹ của mình biết. Mặc dù có biết đi thì cái thời điểm đó người chồng này gây tay một cách tàn độc như vậy thì làm sao có thể trốn thoát được cô chú anh chị. Cụ thể thì theo chia sẻ của người chồng, hiện vợ chồng anh có với nhau là một cháu trai 17 tháng tuổi. Chị Giao đang mang thai người con thứ hai được 7 tháng. Có nghĩa là một bé đã sinh gọi là 17 tháng trước rồi. 17 tháng tuổi rồi, hơn 1 năm rồi. Giờ mới có thai đưa hơn một đứa là 7 tháng nữa. Theo quan sát của phóng viên thì ngôi nhà sinh sống của vợ chồng chị Giao nằm chung mảnh đất với bố mẹ chồng và hai anh chồng. Thì điều này là cái điều đáng phẫn nộ cô chú anh chị. Có nghĩa là anh Lương này đã ra tay một cách gọi là tàn độc như vậy trong khoảng thời gian rất dài, nhưng mà gia đình chồng và hai anh chồng này lại không có một cái thái độ gọi là can ngăn hoặc là bất lực trước cái hành vi của người chồng này. Quý vị có thể thấy cái mình mẩy của chị Giao là không còn một chỗ trống, kể cả trên mặt, tay, chân là không còn một chỗ trống nào luôn. Cho nên là cái câu chuyện nó rất là bức xúc quý vị. Giải nhà này được xây liền nhau và chia làm 3 gian. Vợ chồng chị Giao ở gian ngoài giáp cổng, gian trong là cùng là bố mẹ chồng với anh lớn, còn ở giữa là gian của anh thứ hai. Bố chồng của chị Giao sinh năm 1952 tâm sự, dù sinh sống trên một mảnh đất nhưng mọi sinh hoạt vợ chồng con trai chúng tôi hầu hết là không biết. Bởi vợ chồng Lưng hay đi, việc Lưng có đánh vợ hay không thì tôi không biết, còn cãi nhau thì có vài lần, ông có sang can ngăn. Cái điều này thì là một trong những cái điều mà Thanh Nguyên thấy cực kỳ vô lý. Cực kỳ vô lý. Trong một khoảng thời gian dài như vậy mà bố chồng lại nói rằng là mình không biết, trong khi mình mẩy mặt mày của con dâu của mình nó không còn ra cái gì chứ, thậm chí là bắt cạo đầu luôn. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là có động thái không quan tâm, gần như là không hỏi ai. Và đặc biệt đó, thì theo thông tin đó, một số anh em có mặt tại nhà của Lương này luôn, thì hàng xóm cũng cho biết cái nhà này rất là lập dị, gia đình rất là lập dị và thậm chí là không có tiếp xúc với người ngoài. Và dường như là cũng khá giả, có của cải ít đỉnh, cho nên là hàng xóm cho rằng là họ có một cái
động thái gọi là vên pháo hay gì đó, cho nên là rất ít người tiếp xúc đến với cái gia đình này. Và thậm chí là kể cả gia đình không hề ai can ngăn hay là biết đến bị cái câu chuyện mà chị Giao gọi là bị chồng mình ra tay tàn độc như vậy, thì Thanh Quyền thấy cái chi tiết này là cực kỳ gọi là vô lý, cực kỳ vô lý thưa quý vị. Có nghĩa là thân thể, tay chân rồi mặt mày của chị ấy là bị thương tích, ta nói là không còn là chỗ trống, rồi đầu là phải cạo luôn. Từ một cô gái trẻ đẹp, xinh đẹp, tóc dài, ngày hôm nay trở về một cái hiện trạng cực kỳ khác biệt, là một trong những cái điều mà Thanh Quyền thấy rằng cái chi tiết này và những cái lời chia sẻ này là đang cố tình bao biện cho chính con trai của ông này, đó chính là anh Luân nha cô chú chị. Trao đổi với phóng viên Báo Sức Khỏe Đời Sống, ông Vũ Anh Hưng, bí thư chi bộ trưởng thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên cho hay, thì hiện tại gia đình anh Luân thuộc hộ cận nghèo của địa phương và đông con. Trong cuộc sống hàng ngày, anh Luân là người bình thường, không có tiền án hay tiền sự giữa vợ chồng có xảy ra cãi nhau. Riêng việc anh Luân đánh chị Giao thì địa phương không biết, bởi địa phương không nhận được tin báo hay trình báo của chị Giao. Dù từ trước đến nay địa phương chúng tôi chưa xảy ra sự việc chồng bạo hành vợ, nên khi xem thông tin chị Giao tố giác chồng bạo hành trên mạng xã hội, người dân xã đều bất ngờ. Trường hợp chị Giao bị chồng bạo hành mà báo chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay và nhiều cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Tuy nhiên thì chị không trình báo với cơ quan chức năng mà sau khi trở về quê mới lên mạng xã hội nói, ông Vương cho biết. Có nghĩa là thưa cô chú anh chị, cái thời điểm đó là không có thể đi ra khỏi nhà, bầu bì thì đi đâu được mà trình báo cô chú anh chị. Rồi bên cạnh đó đó, trình báo rồi sao, rồi khi sau khi trở về nhà sẽ như thế nào thưa quý vị. Cho nên đó, chị Giao đã chọn cách khi về được đến gọi là quê của gia đình mẹ, cha mẹ của mình, thì chị ấy mới trình báo với cơ quan chức năng, và một số các anh em YouTube cũng đã đến hỗ trợ cho chị Giao về cái sự việc này. Thậm chí đó, anh Luân này đã từng gọi là đe dọa là muốn ra tay với cả gia đình của chị Giao luôn. Cả gia đình chị Giao thậm chí là đe dọa sẽ chặt tay chặt chân rồi treo ngay chân trước cổng vân vân, một cách gọi là mang rợ thưa cô chú anh chị. Theo tìm hiểu của phóng viên thì hiện tại chị Giao đã nhận được giấy mời của công an xã Kim Xuyên chuyển về nhà mẹ đẻ tại tỉnh Kiên Giang, với nội dung mời chị Giao có mặt tại công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để xác minh clip đăng tải trên mạng xã hội ngày 12 tháng 5 năm 2023. Đồng thời bản thân chị Giao đã đến bệnh viện thăm khám sức khỏe. Được biết hôm ngày 16 tháng 5, bố chồng chị Giao đã có mặt tại gia đình thông qua thăm gia của mình trong Kiên Giang để nói chuyện với gia đình của gọi là chị Giao. Thưa cô chú anh chị, thì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì cơ quan chức năng họ đã can thiệp, họ đã vào cuộc và đã triệu tập mà kể cả anh Luân cũng như là chị Giao để có mặt để có thể xử lý cái sự việc này. Theo thông tin Thanh Quyền được biết rằng chị Giao cũng sẽ gọi là có một chuyến đi đến Hải Dương để mà làm việc với cơ quan chức năng về những cái thông tin này. Và hiện tại thì cũng sẽ có những cái các anh em YouTuber để mà theo để có thể hỗ trợ cho chị Giao. Thứ nhất là cái vấn đề về kinh phí đi lại, cũng như là về cái chăm sóc sức khỏe cho bản thân của chị Giao, cũng như là con của chị. Phần hiện tại cũng chỉ bé, chỉ mới 7 tháng. Nhưng mà có thể thấy rằng một cái câu chuyện có thể là vô cùng bức xúc, không thể nào chấp nhận được một người chồng như vậy. Hiện tại thì cái nhân vật này đã thừa nhận rồi, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng với những cái vết thương chằng chịt khác nhau các loại thì anh này không thể nào mà có thể nói là chỉ nói là dùng thắt lưng được, mà anh ta vụt vào đâu cũng không nhớ. Có nghĩa là quýnh nhiều quá đó cô chú anh chị, có nghĩa là tác động rất nhiều, cho nên là không nhớ nổi là mình đã từng gọi là làm bất câu chuyện gì nữa. Và với những cái lời này là chỉ những cái lời bao biện thôi. Quý vị mà tận mắt thấy được, Thanh Quyền thấy qua những cái đoạn video clip mà các anh em đã quay, khi mà vết thương chị Giao đã cởi cái áo ra, nó vén cái lưng lên, thì cô chú chị nó không thể nào tưởng tượng một câu chuyện vô cùng bức xúc cho đến giờ phút này. Thì hiện tại gia đình của chị Giao cũng đã gọi là nói chuyện xong với bên thông gia và mong muốn ra sẽ gọi là quyết định tiến tới gọi là vấn đề ly hôn, vì không thể nào sống chung với một cái nhân vật như vậy. Được biết theo thông tin thì nhân vật này sau khi loạn thất bại đó thì ở nhà không đi làm gì cả, tối ngày chỉ gọi là ăn chơi, rồi bên cạnh đó là cờ bạc,
Đó, chú anh chị, cho nên là xảy ra cái vấn đề mà mượn tiền. Và mỗi lần chị giao đó điện thoại mượn tiền không được thì tên này lại ra tay một cách tàn độc, mặc dù đang mang trong bụng là máu mủ của anh ấy, nhưng mà vẫn gọi là ra tay một cách tàn độc, ác độc đến dã man đến cô chú như vậy luôn cô chú anh chị. Thì mong rằng cơ quan chức năng họ sẽ sớm gọi là đưa cái sự việc ánh sáng và có cái cách gọi là trừng phạt đối với những cái kẻ, đặc biệt là cái tên này không có một chút gọi là tình người gì nữa cô chú anh chị. Thưa quý vị, thì em cũng sẽ liên tục cập nhật cái thông tin liên quan đến sự việc này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Mong rằng quý vị khán giả khi xem video thì cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký. Nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít. Nửa lít là 750.000, một lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả của chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.